Xin chào quý ni sư, xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh, xin chào chư thiên nam tín nữ thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 332. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo Ratanatayasa Wanda Mi Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokuttamo Sabbagaru Hiche Thakko Lokasasattha Janadam Mokko Vido Wanda Mahantang Narapu Chân này gia cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lãnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giết tá sát sát thú nô lô ca nó mạnh tá sá vi nà ca rô cô sắp bằng nhiều quốc thấp bất đi phù tí sành nhá tô quanh đà má hành tầng nó ra phù. Cha này giác cần, pháp bảo vi nhân vàng, khi la trời sáng vạc màng bổ minh, phá tan lầm lạc dụng sinh, đầy hồng Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khu quý số thô thú gắt tá sá sa quốc cô sếch kha thú ca mô quốc gắt thầm mắt sếch kha cô nền đà bắt sang sa đi an à đá rô quá rô quần đà mắt hành tầng nó ra phù. Cha này giác cần tăng bảo tên bao Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ thế pháp, phàm giang ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Lê tần át thế giá tê chê, nó sẽ thà mê ê tu quá, thanh năng tác xà vi à nú phà quê, nó sẽ hạ xà dê, nó sẽ chặt tu. Cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tấm hoa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh, hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 332. Bây giờ như thường lệ, chúng tôi đọc trước ha. Rồi quý vị sẽ phân tích, rồi quý vị sẽ đọc sau. Sukha mắt tây giá ta lô kề, Sukha mắt tây giá ta lô kề, Sukha mắt tây giá ta lô kề. Câu số 2. A thù bếch tây giá ta sukha, A thù bếch tây giá ta su khà, A thù bếch tây giá ta su khà. Bây giờ ôn lại hai câu này ha. Su khà mắt tây giá ta lô kê, A thù bếch tây giá ta su khà, Su khà mắt tây giá ta lô kê, A thù bếch tây giá ta su khà, Su khà mắt tây giá ta lô kê, A thù bếch tây giá ta su khà. Bây giờ qua câu 3 câu 4 ha. Su khà sa mạnh giá ta lô kê, Sukha sa mạnh nhá ta lô kê, Sukha sa mạnh nhá ta lô kê. Câu 4. A thù pram mạnh nhá ta sukha, A thù pram mạnh nhá ta sukha, A thù pram mạnh nhá ta sukha. Bây giờ ôn lại câu 3 câu 4 ha.
Sukha sam sukha samanyata loke atho samanyata sukha sukha samanyata loke atho brahmanyata sukha sukha samanyata loke atho samanyata sukha. Bây giờ ôn lại câu Phật ngôn 332. Sukha mắt tay gia ta lô kê á thù bếch tay gia ta sukha sukha sa manh gia ta lô kê á thù bram manh gia ta sukha sukha mắt tay gia ta lô kê á thù bếch tây gia ta sukha sukha sa manh gia ta lô kê á thù bram manh gia ta sukha. Thêm lần nữa, sukha mắt tây gia ta lô kê á thù bếch tây gia ta sukha sukha sa manh gia ta lô kê á thù bram manh gia ta sukha. À, đó là cái giọng kinh ha. Giờ qua giọng kệ ha. Sukha mắt tay ya ta lô kê na thô bê tay ya ta sukha sukha sa man ya ta lô kê na thô brahman ya ta sukha sukha mê tay ya ta lô kê na thô bê tay ya ta sukha sukha sa man nya ta lo ke nga tho brahman nya ta sukha sukha mat tai nya ta lo ke nga tho ve tai nya ta sukha sukha sa man nya ta lo ke nga tho brahman nya ta sukha. Rồi, như vậy là giọng kinh, giọng kệ cũng đã thông qua. Nhưng mà trước khi thông qua thì quý vị cũng phải biết phân tích trường âm, đoạn âm. Đó là cái điểm chính. Rồi, bây giờ hôm nay không biết ai mở hàng đây. Tính từ dưới, tính lên ha. Xin chào đạo hữu tập học Pali ha. Mới tập học thì chắc ông chưa đưa tay lên được đâu ha, chưa đọc được đâu. Từ từ ha, từ dưới lên trên. Xin mời Sức Kim Nhung trước và Sức Kim sau. Alo, Sức Kim Nhung trước và Sức Kim sau. Rồi, alo. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin phân tích và đọc câu Phật ngôn 332 ạ. Sukha mắt tầy gia tà lô kê á thổ bếch tầy gia tà sukha sukha sa mạnh nha tà lô kê á thổ trầm mạnh nha tà sukha sukha mắt tầy gia tà lô kê á thổ bếch tầy gia tà sukha. Sú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, tầy là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta, lô là hai trường âm thông thường, kê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, pét, tây là hai trường âm nhấn. Giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, xú là đoạn... câu 1 và câu 2. Sukha mắt tầy gia tà lô kê a thổ bếp
tầy gia tà su khà. Dạ, câu qua câu 3 và câu 4 ạ. Sú là đoạn âm, kha, sa là hai trường âm thông thường, manh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta, lô, kê là ba trường âm thông thường. Á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, pram là trường âm nhấn, manh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, là đoạn trường âm thông thường, sú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Su khà sa mảnh nha tà lồ kề a thổ pram mảnh nha tà su khà. Su khà mắt tầy gia tà lồ kề a thổ bách tầy gia tà su khà sa mảnh nha tà lồ kề a thổ pram mảnh nha tà su khà. Su kha mát tây ya ta lô kê a thô bê tây ya ta su kha su kha sa mạnh ya ta lô kê a thô pram mạnh ya ta su kha. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong ạ. À, con có chút nào sai con kính sư sửa giúp con ạ. Con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng đã bớt bài đã lắng nghe. Con xin xuống mic ạ. Dạ, kính mời chị Kim ạ. À, con xin kính chào sư Chí Đức, các vị sư nếu mà có núp lùm nữa, với lại các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sau bữa nay sư kêu con lên đầu vậy sao? Không sao, không sao, chuyện nhỏ. À, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu biết rõ 1, 2, 3, 4, 4 người. À, bắt đầu đi. Còn để cho thì giờ người khác làm nữa. Tạo lao kinh điển đó, bị sư càm ràm nữa đó. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú câu 332. Đọc kinh rồi phân tích, rồi đọc kệ. Nguyên gói luôn. Giờ bắt đầu. À, Pháp Cú câu 332. Sú kha mắt tầy giá tà lô kê a thô phách tầy giá tà sú kha. Sú kha sa mạnh nhá tà lô kê a thô rầm mạnh nhá tà sú kha. Sú kha mắt tầy giá tà lô kê a thô phách tầy giá tà sú kha. Sú kha sa mạnh nhá tà lô kê a thô rầm mạnh nhá tà sú kha. Ủa, cái này phân tích chứ sao đọc nhiều lắm vậy? Ok, câu 1, câu 2. Sú khà mắt tay giá tà lô kê á thô phách tay giá tà sú khà. Sú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, mắt tay là hai trường âm nhắn, giá là đoạn âm, ta lô kê là ba trường âm thông thường. Câu số 2. Á thô phách tay giá tà sú khà. Á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, phách tây là hai trường âm nhắn, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Câu 3, câu 4. Sú kha sa mạnh nhá tà lô kê, sú đoạn âm, kha sa là hai trường âm thông thường, mạnh là trường âm nhắn, nhá là đoạn âm, ta lô kê là ba trường âm thông thường. Câu số 4. Á thô rầm mạnh nhá tà sú khà. Á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, rầm mạnh là hai trường âm nhắn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Bài đọc lại nguyên bài. Sú khà mắt tầy giá tà lô kê á thô phách tầy giá tà sú khà. Sú khà xà mạnh nhá tà lô kê á thô rầm mạnh nhá tà sú khà. Sú khà mắt tầy giá tà lô kê á thô phách tầy giá tà sú khà. Sú khà xà mạnh nhá tà lô kê á thô rầm mạnh nhá tà sú khà. Đọc kệ. Trời ơi, ổng chưa chi chưa xong kệ, ổng cho ba cái bổng hướng dương này. Chắc không có bị càm ràm nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Bây giờ đọc kệ.
Sukha mắt đầy ya ta lô kê a thô phát đầy ya ta sukha sukha sa mạnh nha ta lô kê a thô râm mạnh nha ta sukha sukha mắt đầy ya ta lô kê a thô phát đầy ya ta sukha sukha sa mạnh nha ta lô kê a thô râm mạnh nha ta sukha. Vui thai hiếu kính mẹ, vui thai hiếu kính cha, vui thai kính sa môn, vui thai kính hiền thánh. Trời ơi, mấy người nào mình không có kính họ mà mình có lỗi hả, là tội ngũ nghịch đó, đọa địa ngục lâu dữ lắm. Và đó là bản dịch Thích và Thân Thích Minh Châu. Thôi con xin nhường máy lại cho người khác hả. Sư mà cho ba cái bông hoa hướng dương đầu tiên là chắc không có bị càm ràm ngày hôm nay đâu. Cằn nhằn càm ràng càm nhàm cưỡi nhữ lầu bầu. Gia đình trả mái lời. Alo, 123, 123. Hôm nay Sức Kim Dung ha. Sức Kim ha. Hai vị hoàn thành rất là tốt, không có chỗ nào sai. Sa thủ, sa thủ. Rồi, bây giờ xin mời Sức Hà. Rồi, Huynh Giang Nhất Hà ha. Trước tiên mời Sức Hà. Rồi hôm nay Giang Nhất Hà chuẩn bị tinh thần ha. Alo, Chiếc Hà, bàn tay đâu rồi? Không thấy bàn tay, chắc bận công việc gì rồi ha. Rồi Huynh Giang Nhất Hà lên trước đi, rồi Chiếc Hà lên sau cũng được. Alo, quý vị còn nghe không? Rồi mời Huynh Giang Nhất Hà trước ha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý cô tu nữ cùng thần đệ đạo tràng. Dạ, hình như hồi nãy con thấy Sít Sa Hà nói là không cầm mic được á sư. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 332 hôm nay là phân tích dạ. Sukha mắt tầy giá tà lô kê Atho betthayata lo sukha sukha sammanyata loke atho brahmanyata sukha. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Sukha mattayata loke atho betthayata sukha. Su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, mat thay là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, lô kê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, bét thay là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Dạ, câu số 3, câu số 4. Sukha samanyata loke atho brahmanyata sukha. Dạ, su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, man là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, loke là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, brahm, man là hai trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Sú kha mắt tây giá tà lô kê á thô bét tay ya ta su kha su kha sam sa man ya ta lo ke a tho brahm man ya ta su kha mat tay ya ta lo ke a tho bet tay ya ta su kha sa man ya ta lo ke a tho brahm man ya ta su kha. Dạ con xin kể luôn. Sukha mat
tây ya ta lô kê a thô bét thay ya ta su kha su kha sa man nhà ta lô kê a thô brahm man nhà ta su kha su kha mát tây ya ta lô kê a thô bét thay ya ta su kha Sukha samanyata loke atho brahmanyata sukha. Dạ, con xin xuống mic, có sai nhờ sư sửa giùm. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thú nhà nhắc hà, rất là xuất sắc ha. Phân tích nè, giọng kinh nè, giọng kệ nè, không có chỗ nào che hết á. Rồi, Sĩ Thà bận công việc ha. Bây giờ mời Sĩ Thiền Vũ trước, rồi Sĩ Chiếc Lá Mùi Xuân sau ha. Alo, Sĩ Thiền Vũ lên trước, Sĩ Chiếc Lá Mùi Xuân chuẩn bị ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ Quý Chư Tăng. Con xin kính đảnh lễ Quý Cô Tu Nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu Pháp Cú 332. Con xin đọc câu 1, câu 2 trước. Sukha mát tây gia ta lô kê a thô phét tây gia ta sukha. Sú là đoạn âm. Kha là trường âm thông thường. Mát tây là hai trường âm nhấn. Giá là đoạn âm. Ta lô kê là ba trường âm thông thường, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, phép tây là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Su kha mát tây gia ta lô kê á thô phép tây gia ta su kha. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu 3, câu 4. Sukha sa manh nha ta lô kê a thô râm manh nha ta sukha. Sú là đoạn âm. Kha sa là hai trường âm thông thường. Manh là trường âm nhấn. Nhá là đoạn âm. Ta lô kê là ba trường âm thông thường. Á là đoạn âm. Thô là trường âm thông thường. Râm manh là hai trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Su kha sa manh nhá ta lô kê á thô râm manh nhá ta su kha. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 332. Su kha mát tây giá ta lô kê á thô phép tây. Ta sukha sukha sa manh nhá ta lô kê a thô râm manh nhá ta sukha. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 332. Sukha mát thấy gia ta lô kê a thô phép thấy gia ta sukha. Sukha sa manh nhá ta lô kê a thô râm manh nhá ta sukha. Dạ, con đã xong, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính chào Ngài Chí Đức, con kính con xin đảnh lễ Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 332. Sukha mattayata loke atho pettayata sukha. Sú là trường âm sú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, mát tây là hai trường âm nhấn,
Giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, lô kê là hai trường âm thông thường. Á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, bét tây là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Xú kha mát tây giác tà lô kê á thô Atho, Atho, Bát Tây, Giác Tà, Su Khà, Sa Man, Nhà Ta, Lô Kê, Atho, Brahm, Man, Nhà Ta, Man, Nhà Ta, Su Khà. Su là đoạn âm, Kha là trường âm. Kha sa là hai trường âm thông thường, manh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, lô kê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, brahm là trường âm nhấn, manh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Su kha sa man nhát ta lô kê át thô pram man nhát ta su kha. Con xin đọc lại bốn câu. Su kha mát tây yát ta lô kê át thô bét tây yát ta su kha. Su kha sa man nhát ta lô kê át thô pran man nhát ta su kha. Con xin đọc, con xin kể luôn. Su kha mát tây yát ta lô kê át thô bét tây yát ta su kha. Su kha sa man nhà ta lô kê a tho brahman nhà ta su kha. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Sa thú Thiện Vũ và Thích Kiết Lam Mùa Tùng ha. Quý vị đọc rất chuẩn, phân tích rất là hay. Xà thủ hôm nay sao vị nào cũng giỏi hết ha. Rồi bây giờ tiếp tục ha. Xin mời Thích Nguyên Trang và Sister Man. Alo, Thích Nguyên Trang lên trước, Sister Man sao ha. Rồi xin mời. Bàn tay đâu? Không thấy. Rồi, thay lại. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, trời con. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, lâu quá con không có vô. Con không biết con làm đúng không nữa. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 332. Sukha mette yata loke atho pette yata sukha sukha saman nyata loke atho brahman nyata sukha. Dạ, con xin phân tích ạ. Câu số 1 đầu tiên. Xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, tây là trường âm nhấn, giá là trường âm thông giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, lô là trường âm thông thường, kê là trường âm thông thường. Xú kha mát tây giá ta lô kê là câu thứ nhất. Dạ, câu thứ hai, con không biết con làm gì đúng không nhà ngài. Dạ.
Câu thứ hai con xin đọc ạ. Atho pette yata sukha. Á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, pet là trường âm nhấn, te là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Dạ, con đọc câu số 1 với câu số 2 thì phải. Dạ. Sukha mette yata loke atho pette yata sukha. Con xin phân tích câu số 3, câu số 4. Xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, manh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, lô là trường âm thông thường, kê là trường âm thông thường. Câu số 4. Á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, from là trường âm nhấn, manh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc hết từ 1 tới 4 ạ. Sukha mette. Không phải là mát, là mát. Đọc lại con đọc lại. Sukha mette yata loke atho pette yata sukha. Sukha samman yata loke atho brahman yata sukha. Dạ con đã đọc xong ạ, à, và phân tích xong. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con xin xuống. Alo. Dạ, con xin kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Dạ, cho con xin phép được đọc câu số 332. Dạ. Sukha mắt Tayyata loke atho bet tayyata sukha sukha samanyata loke atho ramanyata sukha sula sukha mat tayyata loke. Su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, mat là trường âm nhấn, tay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, lô là trường âm thông thường, kê là trường âm thông thường. Atho bet tay yata sukha. Á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, bet là trường âm nhấn, tay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, là trường âm thông thường. Sukha met tay yata lu kê atho bet tay yata sukha. Dạ, câu 3 và câu 4. Sukha samanyata lu kê atho ramanyata sukha. Su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, man là trường âm nhấn, nhá là nhá là, con xin lỗi, sa là trường âm thông thường, manh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, lô kê là hai trường âm thông thường. Atho ram manh nhá ta su kha. Á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, ram là trường âm nhấn, manh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Cho con đọc lại. Sukha mat tayyata loke atho bet tayyata sukha. Sukha samanyata loke atho ramanyata sukha. Dạ con xin hết. À, xin sư sửa bài cho con, xin mời vị kế tiếp. Alo, thích Nguyên Trang, thích Đồng Ben, không có chỗ nào sai ha. Nhưng mà chỉ hai vị này chỉ đọc theo dụng kinh thôi, dụng tệ thì không nghe đọc ha. Không sao, quan trọng là chúng ta phân tích, biết rõ nó là trường âm hay đoạn âm. Dụng kinh đọc cũng được, mà dụng tệ đọc cũng được ha. Cái đó cũng quan trọng.
À, miễn sao là phân tích là tốt rồi ha. Rồi xong thì là cái ca Nguyên Trang Sư Tầm An xong ha. Bây giờ xin mời Sư Duyên nè, Sư Thanh Hoàng nè ha. Alo, Sư Duyên có rảnh không? Đưa tay được không? Rồi, Sư Thanh Hoàng ha, chuẩn bị tinh thần ha. Rồi, Sư Duyên, Sư Thanh Hoàng, hai vị về nào, cái tay trước. Rồi, Sư Duyên thì bận rồi, Sư Thanh Hoàng thấy bài chưa? Alo, tuyên truyền đã tốt không? À, thôi cầm mic lô chào rồi thấy oi ha, chát lên nữa trong khi bà con ngồi chờ nè. À, alo, Sư Thanh Hoàng, tàu vật không 332, phân tích thế nào, đặt làm sao đây? Xin mời Sư Thanh Hoàng. Thì lần thứ nhất thì bây giờ coi như Sư Duyên bận rồi, bây giờ thì Sư Thanh Hoàng lên. Cái hay là cái mà coi như đột xuất á, linh động á, chứ còn bây giờ chuẩn bị hết rồi nó vô khuôn khổ rồi đâu có hay. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái bài vở nào đó mà chúng ta coi như đúng một cái nắm bắt và xử lý được thì mới chứng tỏ là cái khả năng mình giỏi. Chứ còn bây giờ cái gì mà cũng chờ cho người ta làm rồi mình bắt chước theo, cái đó họ không được tốt. Và Sĩ Khà không chịu đưa tay lên đọc mà còn cười chọc quê người ta ha, không được. Rồi như vậy thì Sĩ Thanh Hoàng đưa tay được chưa? Rồi như vậy thôi, chờ ha, mới vô thì cũng dạ thì đưa tay đi. Hay là chờ hai người lên trước nữa rồi cái lên sau ha. Như vậy thì bây giờ còn Sít Meta nè ha, rồi Sít Nhật Quỳnh. Alo, Sít Meta có tin trang hả? Wow, bây giờ làm gì mà ở nước ngoài chứ tưởng ở Việt Nam, mà giờ này mà lên xe là thấy có vấn đề. Rồi, xin mời ta trước, xin kê Nhật Quỳnh sao ha. Rồi, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sàng Khà, dạ. Dạ, con cảm ơn quý vị đã cho biết, đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính lễ Ngài Tuy Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phục Hạnh, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con cũng xin phân tích, đọc và kể câu Pháp Cú 332. Su kha mát tây gia tà lô kê a thô bét tây gia tà su kha su kha sa man nha ta lô kê a tho brahman nha ta su kha. Và câu 1, su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, mát tây là hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, ta trường âm thông thường, lô kê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, thô trường âm thông thường, bét tây hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, ta trường âm thông thường, xú đoạn âm, kha trường âm thông thường, xú kha mát tây gia ta lô kê á thô bét tây gia ta xú kha. Câu 3, câu 4, xú đoạn âm, kha trường âm thông thường, xa trường âm thông thường, manh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, ta trường âm thông thường, lô kê là hai trường âm thông thường, á đoạn âm, thô trường âm thông thường, brahman là hai trường âm nhấn,
nhá đoạn âm ta trường âm thông thường, xú đoạn âm kha trường âm thông thường. Su kha sa man nha ta lô kê a tho brahm man nha ta su kha. Su kha mát tay ya ta lô kê a tho bát tay ya ta su kha. Su kha sa man nha ta lô kê a tho brahm man nha ta su kha. Dạ con cũng xin kể luôn. Su kha mát tay ya ta lô kê a tho bát tay ya ta su kha. Su kha sa man ya ta lô kê a tho brahm man ya ta su kha. Dạ con xin xuống mít. Con có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con. Dạ con đích kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng ạ. Con kính chào đạo tràng ạ. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 332 ạ. Su kha mát tay gia ta lô kê a thô pê tay gia ta su kha. Su kha mạnh su sa mạnh ta na lô kê a thô brahm mạnh na ta su kha. Su kha mát tay gia ta lô kê. Xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, mát tây là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta lô là trường hai trường âm thông thường, kê là đoạn âm ạ. A thô pê tây gia ta su su kha. Á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, pê tây là hai trường âm nhấn ạ. Giá là đoạn âm ạ. Ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường ạ. Su kha sa man na ta lô kê. Xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm, man là trường âm nhấn, na ta là hai đoạn âm, lô kê là hai trường âm thông thường ạ. A thô brahm man na ta su kha. Á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường ạ. Brahm man là hai trường âm nhấn ạ. Na ta su là ba đoạn âm ạ. Kha là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả câu ạ. Su kha mat tay ya ta lo ke a thô pet tay ya ta su kha. Su kha su kha sa man na ta lo ke a tho brahm man na ta su kha. Su kha mat tay ya ta lo ke a tho pat pet tay ya ta su kha. Su kha sa man na ta lo ke a tho brahm man na brahm man brahm man na ta su kha. Con xin đọc lại một lần nữa. Su kha mát tây gia ta lô kê a thô pê tây gia ta su kha. Su kha sa man na ta lô kê a thô brahm man na ta su kha. Con đọc một lần nữa, con hơi bị ngắt ngứa. Su kha mát tây gia ta lô kê a thô pê tây gia ta su kha. Su kha sa man na ta lô kê a thô brahm mana brahm man na ta su kha. Dạ con xin hết ạ, con xin sư sửa cho con, con không biết kệ. Con kính chào đạo tràng, con chào sư ạ.
Alo, 1, 2, 3, Sư Thanh Hoàng ha. Hôm nay bị phân tâm nhiều quá ha. Sư Thanh Hoàng, chắc là có cái gì đó, cho nên nó không tập trung ha. Trong cái sự phân tích, thì chữ lô kê, chữ lô là trường âm thông thường, mà chữ kê cho đó là một đoạn âm ha. Rồi câu số 3 ha, câu số 3. Sukha samanyata loke. Thì chữ nyata cho đó là hai đoạn âm ha. Chữ nyata cho đó là hai đoạn âm. Và cái chữ samanyata thì khi mà đọc phân tích thì đúng. Chữ sa là trường âm thông thường, nhưng mà khi đọc là samanyata ha. Hôm nay bị phân tâm ha, không sao. Có vậy chúng ta mới nhớ được ha. Rồi, quan hỷ. Rồi, bây giờ cái câu còn Sĩ Nhật Quỳnh nhé. Sĩ Nhật Quỳnh chưa đọc mà, xin mời. Dạ, sa thú con kính tri ân Ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư cho con bài học. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Su Khá ơi, Nhật Quỳnh mới thấy Su Khá vào đó. Su Khá có cầm mic được không? Thì Nhật Quỳnh nhường cho Su Khá trả bài trước ạ. Rồi, mời Su Khá trả bài trước nha. Alo. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Đức Đại Đức Pháp Cha cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào cô, quý cô tu nữ cùng quý cô chú trong đạo tràng. Dạ, con vừa cô gọi con lên mà con lại thấy là con đứng ở thứ hai, bàn tay thứ hai, không biết có ai ở bàn tay thứ nhất không ạ. Thế tâm ra là con kẹp tay à. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con giờ con xin phân tích và đọc câu pháp cú số 332. Sukha mattayata loke atho pettayata sukha. Sukha samanyata loke attho rammanyata sukha. Dạ, con xin phân tích ạ. Su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, tây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, nô kê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, pét là trường âm nhấn, tây là trường âm nhấn. Giá là đoạn âm,
tàn là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Đã. Câu số 3, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, manh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, lô kê là trường âm thông thường. Đã, câu số 4, á là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, răm là trường âm nhấn, măn là trường âm nhấn, manh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Su kha mát tây giác tà lu kê á thô két tây giác tà su kha su kha sa Manyata lo kê atho ram manyata sukha. Dạ con đã phân tích xong ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, con có phân tích sai đoạn nào con kính thỉnh sư sửa sai ạ. Nam mô Bụt Tha ra. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư khá, anh Đức khá. Dạ, cảm ơn Như Quang Thiện Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng. Kính cảm ơn Bình Giang Nhất Hà. Nam mô Bích Hà, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sân Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được trả bài câu pháp quốc kinh số 332. Dạ, cảm ơn Như Quang. Sukha mattai yata loke atho bettai yata sukha. Sukha sa manyata lo kê atho ram manyata sukha. Sukha mattai yata lo kê atho bettai yata sukha. Sukha sa manyata lo kê atho ram manyata sukha. Su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường. Mắt tay là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ta lô kê ba trường âm thông thường, á đoạn âm, thô trường âm thông thường, mắt tay hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, ta trường âm thông thường, xú đoạn âm, kha trường âm thông thường. Xú kha mắt tay giác ta lô kê á thô bắt tay giác ta xú kha. Xú kha xú đoạn âm, kha xa hai trường âm thông thường, manh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, ta lơ kê ba trường âm thông thường, á đoạn âm, thô trường âm thông thường, râm manh hai trường âm nhấn, nhá đoạn âm, ta trường âm thông thường, xú đoạn kha trường âm thông thường. Xú kha sa manh nhá ta lơ kê á thô râm manh nhá ta xú kha. Xú kha mạch tay giá ta lơ kê á thô bạch tay giá ta su kha sa manh nhát ta lơ kê á thơ râm manh nhát ta su kha. Dạ con xin được kể. Su kha mạch tay giá ta lơ kê á thơ bạch tay giá ta su kha su kha sa manh nhà ta lơ kê á thơ râm manh nhà ta su kha su kha mát tay nhà ta lô kê á thô bát tay nhà ta su kha sa manh nhà ta lô kê á thô râm manh nhà ta su kha. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong, con có sai chỗ nào ngài chỉ dạy con sửa. Dạ con thành kính tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ.
Này, sa thú xin nhập quỳnh. Câu Phật ngôn 332 trên 10 vị lên phân tích. Và chúng ta thấy rằng sự tiến bộ của quý vị vượt lên chính mình rất là căn bản ha. Không có sai bao nhiêu hết. Mà từ giọng kinh qua giọng kể quý vị đọc rất là trôi chảy. Trong thời gian này về cái mặt chữ chắc chắn là quý vị cũng đã nắm bắt được rồi ha. Có những vị nào cảm thấy rằng mình đã đọc nhưng mà muốn bổ sung thêm, hay là những cái vị mà mới muốn thể hiện cái khả năng của mình trong cái sự tiếp thu và có thể thắc mắc tại sao đọc như thế này, tại sao đọc như thế kia ha, tại sao gọi là trường âm, tại sao gọi là đoạn âm, thì thời gian này quý vị có thể thắc mắc tại sao người đọc giọng thế này, người đọc giọng thế kia. Thì trong vấn đề học thì chúng ta phải hỏi quý vị thắc mắc cái gì có quyền hỏi. Alo, quý vị thấy chỗ nào, chỗ nào thắc mắc thì cứ hỏi nha. Mời sĩ Nhật Quỳnh. Sa thủ, con thành kính tri ân Ngài cho con cầm mít. Và cảm ơn Như Quan Thiện Hữu Kim Nhung. Và con thắc mắc là tại sao học trò bây giờ giỏi quá Bạch Sư. Dạ, quá giỏi luôn. Dạ, con nghĩ cái thời con và quý vị trước đây học á, bây giờ thấy mấy vị bây giờ học quá giỏi luôn. Con ở xa xa mà con nghe giọng kinh, giọng kệ, vị nào nghe cũng hay hết. Nhất là Vinh Giang Nhất Hà, quá giỏi luôn. Con chỉ cảm mít thắc mắc nhiều đó thôi. Chứ dạy sao mà hay dữ gì. Và quý vị này học sao mà quá giỏi luôn. Dạ, dạ con kính nhận mít đến Ngài. Tại con thấy có thời gian nên con xin cầm mít thôi. Dạ, con kính nhận mít đến Ngài. Alo, xin Nhật Quỳnh có ý kiến là sao mà Vinh Giang Nhất Hà giỏi vậy hả? Chuyện giỏi là cái đương nhiên rồi. Bởi vì trong cái nickname đó có chữ Nhất không ạ? Nhất là số 1, number 1. Cho nên nghe là giỏi đứng nhất là chuyện đó, chuyện thường tình ha. Phải không Vinh Giang Nhất Hà? Có chữ Nhất mà. Rồi có người phân bì kìa, còn tôi nữa kìa ha. Thấy ganh tị chi vậy, nhỏ mọn quá. Người ta có giỏi có chị Nhất, mình không có chị Nhất mà cũng nói còn tôi nữa nè. Trời ơi khổ thiệt. Chị Nhất hay chị Nhật thì bây giờ không có dấu là coi như là Giang Nhật Hà ha. Không, kệ Nhất cho coi đi. Với Nhật là chỉ có ban ngày thôi. Thôi ha. Bây giờ coi như không còn ai lên đọc nữa ha. Có ai bổ sung không? Có ai thắc mắc gì không? Thắc mắc thì cứ đưa tay nha. Học phải hỏi. Nếu mà quý vị không hỏi là coi như đó là một cái trở ngại cho quý vị. Bởi vì đây là một cái phòng chat bằng giọng nói mà chúng ta không nói, đó là một sự thua thiệt. Chúng ta không có tiếp thu được. Bởi vì pháp học là học và hỏi phải nhớ rồi mới thực hành. Rồi xin Thành Hoàng đưa tay được này. Tại sao nó không đưa tay được? Rồi có ý kiến cái gọi gì xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ạ. Con xin hỏi ạ, bởi vì có những con không dám đọc lần đầu tiên, bao giờ đi học con cũng phải để nhờ sư đọc ạ, và các bạn đọc trước một lúc ạ, bởi
bởi vì là khi con bao giờ con học thì con cũng chép ra, xong rồi con phân tích xong rồi con mới đọc, thì con có một quyển vở, nhưng mà khi con bắt đầu con đọc có những cái chữ hai chữ, ví dụ hai chữ vở ạ, hoặc là những cái chữ mà đọc quen quen nhiều rồi ấy, thì con có thể con nối vào, ví dụ như hôm nay là ví dụ như là lần trước nó có chữ mà khi sư chưa đọc ấy là con sợ con không biết nối, vì khi mà con nối thì ví dụ hai chữ S thì chữ S đầu tiên thì con đọc chữ S thì là ví dụ như chữ post suit chẳng hạn, hoặc là có những cái chữ G, hai chữ G liền, con sợ nhất là đọc mấy cái chữ liền liền đấy, thì con chỉ có những cái chữ nào mà đã học rồi thì con mở vở thì con đọc được, còn những cái chữ liền mà hai chữ giống nhau liền á, hai phụ âm liền giống nhau, con cũng không lắp được, để con không biết cách cái nguyên tắc lắp để con đọc ấy ạ. Thì hôm nay con cũng mong sư chỉ cho con cái cách, hoặc là nó có cái nguyên tắc nào không, chứ con cứ phải dở những cái vở lại. Nếu những cái gì con biết sư đọc thì con mới đọc được, còn không biết thì con đọc được thì con không nối được ạ. Con kính tri ân sư, sư dạy cho con lại ạ. Con xin xuống mic ạ. Con cảm ơn sư ạ. À, sa thú chứ thành hòa ha. À, cái vấn đề mà thắc mắc phải hỏi đi rồi mình tiếp thu nhá, học hỏi hiểu nhớ rồi cái đó mình mới thực hành đọc đúng được. Thì bây giờ sư Thanh Hoàng á, đề cập đến cái mà liền liền á, hai cái chữ mà liền liền á, thì hai chữ liền liền đó là trường âm nhấn. Trường âm nhấn là một trường âm, khi cái nguyên âm đó tức là coi như có tám nguyên âm hả, a a i i u u e o, đây là tám nguyên âm hả, tám cái nguyên âm này nó đi trước hai phụ âm, nó đứng trước hai phụ âm, mà hai phụ âm đấy thì có thể nói rằng hai phụ âm liền liền. Ví dụ như chữ mắt ở trên cái câu Phật ngôn này ha, chữ mắt là hai chữ t đó là hai cái phụ âm liền liền này, hoặc là chữ tay là hai phụ âm y kết dài nè, y kết đó là cũng là hai phụ âm liền liền đó. Thì chữ mắt chúng ta kéo dài, chữ tay chúng ta kéo dài, thì khi kéo dài như vậy đó là trường âm nhấn ha, trường âm nhấn. Rồi tìm thêm một chữ nữa, trường âm nhấn là chữ brum. Chữ brum câu cuối cùng á, chữ brum thì bây giờ chúng ta thấy là chữ nguyên âm á nè, nó đứng giữa chữ h và chữ m nè, đó là hai phụ âm ha. Nguyên âm á nó đứng trước chữ h và chữ m thì nó cũng là một trường âm nhấn, chữ brum chứ không phải chữ manh thì nó cũng giống như chữ tây, chữ mắt. Còn chữ brum này, chữ brum này thì chữ a này nó đứng trước chữ h và chữ m, h và m này là hai phụ âm, cho nên nó đứng trước hai phụ âm thì chúng ta phải kéo dài, mà kéo dài thì gọi là trường âm nhấn. Đọc ghép chữ ha, thì đây này trường hợp mà hồi nãy Siết đề cập tới là cái chữ mà liền liền đó, chữ liền liền là trường âm nha, trường âm nhấn nè. Còn ghép chữ ha, ghép chữ thì coi như dễ mà, cái gì đâu, chúng ta phải đọc liền lạc với nhau, có nghĩa là khi mệt nghỉ thì chúng ta phải dừng nơi trường âm, không có dừng nơi đoạn âm. Đọc ghép chữ thì từ cái đoạn âm chạy qua trường âm để nghĩ, muốn nghĩ là phải nghĩ là trường âm chứ không được nghĩ là đoạn âm. Và cố gắng đọc một lần hai câu ha. Hôm nay câu Phật ngôn này câu số 2 cuối câu là trường âm, cho nên chúng ta thấy thoải mái dễ đọc, đọc một lần hai câu ha. Ví dụ Sukha Mattaya
tay ya ta lô kê a thô bích tay ya ta su kha. Chữ su kha này chúng ta nghĩ nè. Rồi chúng ta tiếp tục hai câu sau ha. Thôi thì bây giờ chúng ta có thể đi vào ý nghĩa tự vựng ha. Quý vị nhìn mặt chữ là coi như đọc chạy rồi. Bây giờ phải hiểu ý nghĩa của những chữ này như thế nào. Bây giờ câu Phật ngôn 332, câu đầu tiên: Sukha mettayata loke. Sukha mettayata loke. Câu này chúng ta có ba từ, Sukha là một ha, mettayata là hai ha, loke là ba. Vậy thì cái chữ Sukha, Sukha do cái từ Sukha, và ở đây nó có ý nghĩa là vui vẻ hạnh phúc, vui vẻ hạnh phúc. Chữ Sukha đứng làm chủ từ Bathama Bahu Vachana Vipatti. Sukha là vui vẻ hạnh phúc. Mattayata, Mattayata, Mattayata do cái từ matu, nó là một danh từ trung tính ha. Ukaranta, ukaranta, nó cùng sakalinga, do cái từ matu. Matu có nghĩa là mẹ, nhưng mà ở đây nếu là danh từ nữ tính thì nó mattayata, mattayata nó là một akaranta ithilinga. Và mettayata ở đây nó đứng làm chủ từ số ít Bathamán Ekavachana Vipatti, có nghĩa là phụng dưỡng mẹ, sự hiếu kính mẹ. Mettayata phụng dưỡng mẹ, hiếu kính mẹ. Rồi cái từ thứ ba loke, loke do cái từ loka, loka là một danh từ nam tính akaranta pumlinga. Và chữ loka này được chia theo định sở các số ít, tức là cách chia thứ bảy satami vipatti ekavachana. Cho nên chữ loka biến thành loke. Loke là ở trên đời, trên thế gian, ở trên đời, trên thế gian. Vậy thì cái câu đầu tiên này, Sukha mettayata loke, ở trên đời phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc. Ở trên đời phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc. Rồi, bây giờ câu số 2. Atho mettayata loka sukha. Atho mettayata sukha. Atho mettayata sukha. Câu số 2 chúng ta cũng có 3 từ. Atho là 1, mettayata là 2, sukha là 3. Chữ atho, atho, atho đây là một tràng từ, có nghĩa là và, cũng, xa hơn, tức là phụng dưỡng mẹ thì và phụng dưỡng luôn cả cha nữa, chứ không phải là ta như phụng dưỡng mẹ rồi bỏ cha ha. Và hoặc là cũng mẹ thì cũng có cha. Thì ở đây cái câu số 2 này tức là hiếu kính cha. Chữ mettayata, mettayata nó cũng là một danh từ nữ tính akaranta ithilinga. Nhưng mà chữ mettayata này nó do cái từ pitu, pitu nó là một danh từ nam tính ukaranta pumlinga. Và mettayata ở đây nó đứng làm chủ từ số ít Bathama Ekavachana Vipatti, có nghĩa là phụng dưỡng cha, sự hiếu kính cha.
phụng dưỡng cha, sự hiếu kính cha. Rồi, chị Sukha là hạnh phúc, là hạnh phúc. À, vậy thì cái câu số 2 này, câu số 2 này, Atho Bhattai Yata Sukha, phụng dưỡng cha cũng là hạnh phúc. À, chữ Atho cũng là, phụng dưỡng cha cũng là hạnh phúc. Câu số 3, Sukha Samanyata Loke, Sukha Samanyata Loke. Câu số 3, chúng ta có 3 từ nhé. Sukha là 1, Samanyata là 2, Loke là 3. Vậy thì chữ Sukha quý vị biết rồi ha, chữ Loke quý vị biết rồi nha. Bây giờ chữ Samanyata, Samanyata nó là một danh từ nữ tính, Akranta Ithilinga. Nhưng mà thật sự Samanyata nó do cái từ Samana, Samana đó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Samana có nghĩa là Samon ha. Và Samanyata nó cũng có ý nghĩa là Samon. À, như vậy thì cái câu số 3 này, Sukha Samanyata Loke, ở trên đời phục vụ sa môn là hạnh phúc. Ở trên đời phục vụ sa môn là hạnh phúc. À, ở đây cha mẹ thì chúng ta phụng dưỡng ha. À, nhưng mà đối với các vị sa môn á, thì chúng ta phục vụ chứ không phải là phụng dưỡng ha. À, ở trên đời phục vụ sa môn là hạnh phúc. Bởi vì sa môn thì quý vị biết đó là những vị chứng đắc bốn đạo bốn quả, bốn đạo bốn quả, thì đó là những vị sa môn. Sa môn hạng nhất, hạng nhì, hạng tam và hạng tứ, đó là bốn cái quả vị mà người tu đạt được, thì đó gọi là sa môn ha. Rồi câu cuối cùng, câu cuối cùng, Atho, Atho Brahmanyata Sukha, Atho Brahmanyata Sukha, Atho Brahmanyata Sukha. Câu cuối cùng chúng ta cũng có được 3 từ, Atho là 1, Brahmanyata 3, Atho Sukha chúng ta biết rồi. Vậy thì Brahmanyata, Brahmanyata nó là một danh từ nữ tính ha. Akaranta Ithilinga. Và nó đứng làm chủ từ số ít. Tức là Mathama Ekavachana Vipatti. Nhưng mà chữ Brahmanyata này nó do cái từ Brahmana, Brahmana. Brahmana nó là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga, có nghĩa là phạm thiên, phạm chí hay là tôn quý. Vậy thì Brahmanyata ở đây có nghĩa là thánh nhân, bậc hiền đức, bậc tôn đức. Thánh nhân, bậc hiền đức, bậc tôn đức. Vậy thì ý nghĩa cái chữ Brahmanyata tức là thánh nhân ha. Câu cuối cùng này, Atho Brahmanyata Sukha, phục vụ thánh nhân cũng là hạnh phúc. Phục vụ thánh nhân cũng là hạnh phúc. Ý nghĩa câu số 4, vậy thì câu Phật ngôn 332 cho chúng ta ý nghĩa, ở trên đời phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc, phụng dưỡng cha cũng là hạnh phúc.
Ở trên đời phục vụ sa môn là hạnh phúc, phục vụ thánh nhân cũng là hạnh phúc. À, xin lặp lại. Ở trên đời phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc, phụng dưỡng cha cũng là hạnh phúc. Ở trên đời phục vụ sa môn là hạnh phúc, phục vụ thánh nhân cũng là hạnh phúc. À, như vậy thì ý nghĩa của Phật ngôn này, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: vui thay hiếu kính mẹ già, vui thay hiếu kính ơn cha vẹn toàn, vui thay cung kính sa môn, vui thay cung kính thánh nhân đời này. Vui thay hiếu kính mẹ già, vui thay hiếu kính ơn cha vẹn toàn, vui thay hiếu kính sa môn, vui thay hiếu kính thánh nhân đời này. Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn thế này: vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Như vậy thì chúng ta cũng đã đi vào trong vấn đề từ vựng. Và trong từ vựng này thì quý vị thấy có chỗ nào hơi tối nghĩa, là có khuyết điểm nào thì quý vị có ý kiến. Alo, có Phục Ngôn 332. Sa môn và thánh nhân hả? Khác nhau cái gì? Sa môn và thánh nhân khác nhau cái gì? Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha, tức là coi như đi thẳng vô trong này. Hai ba còn thời gian để mà ôn bài. Quý vị muốn ôn bài hay là quý vị muốn muốn giải đáp khi thắc mắc do xích xà hỏi nè: sa môn và thánh nhân khác nhau cái gì? Hãy đi vào trong kho tàng pháp bảo hay là tăng chi bộ kinh, tăng chi ấy. Thì quý vị thấy rằng ở pháp số 4 á, pháp còn có 4 chi ấy. Trong 4 chi đó thì nói lên cái sự kính lễ, sự phụng dưỡng, sự tôn thờ. Thì kính lễ, tôn kính ha, rồi phụng dưỡng ha, rồi quỳ lại luôn, thì đó là cái pháp 4 chi. Nói về mẹ, nói về cha, nói về coi như xong các cái vị A La Hán, nói về Đức Phật, tức là pháp 4 chi đó. Thì ở đây cái điều mà Sĩ Hà thắc mắc là sa môn và thánh nhân khác nhau như thế nào. Sa môn là những cái vị thánh và là hữu học, tức là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Đó là những vị thánh hữu học. Còn thánh vô học, tức là các cái vị A La Hán. Thì bốn đạo bốn quả, bốn đạo bốn quả ở đây ám chỉ về sa môn, ám chỉ về coi như các cái vị coi như thánh thánh hiền. Mà thánh hiền ở đây thì ám chỉ về Đức Phật. Hiền thánh thì ám chỉ về Đức Phật. Bởi vì sao? Chính có cái vị hiền thánh này trên các vị sa môn này mới xuất hiện. Tức là thinh văn giác, là nghe lời của một cái vị Phật toàn giác để thực hành theo giáo pháp. Thì khi đó mới được chứng ngộ được bốn tứ thánh đế, và thấy được cái sự thật của cuộc sống là vô thường, của não và vô ngã chi phối. Cho nên họ khi qua cái trường hợp các bậc thánh hữu học, quý vị này khi cảm thấy rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm, thì cái câu mà gánh nặng đã đặt xuống, phạm hạnh đã tròn đủ rồi, thì không còn chuyện gì để mà làm nữa, chỉ còn cái thân ngũ uẩn này, chỉ còn cái thân ngũ uẩn này, nhắm mắt tắt hơi là
coi như là các ngài đã hoàn tất cái trách nhiệm bổn phận đối với cái thế gian khổ hải này. Mấy chào huynh kinh vừa đến với pháp hội. Vậy thì cái chữ sa môn và chữ hiền thánh thì chúng ta nên phân biệt. Chữ hiền thánh ở đây tức là ám chỉ các vị toàn giác, còn sa môn là ám chỉ những các vị mà sa môn thích tử, tức là đệ tử hoặc là con của những cái vị toàn giác đó. Tức là từ thánh hữu học lên thánh vô học. Alo, Siết Hà còn nghe không? Còn Siết Chiêm Nhung nói rằng có khi là Brahm, có khi là có chữ có dấu quyền cũng được mà không có dấu quyền cũng được ha. Tức là chữ A nó cũng là nguyên âm ha. Chữ A nó cũng là nguyên âm, nhưng mà khi mà nguyên âm đó đứng trước hai phụ âm thì chúng ta thấy trường âm nhắn xuất hiện. Chúng ta thấy trường âm nhắn xuất hiện, chứ không thể nào tới chỗ này chúng ta đọc chữ pra trường âm thông thường không được, mà phải đọc brahm ha. Brahman đó là hai trường âm nhắn ha. Rồi bây giờ ta nghe với câu Phật ngôn này, chúng ta còn câu Phật ngôn nữa mới kết thúc cái duyên sự này. Tuy nhiên ở đây nói lên bốn pháp: hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, phụng dưỡng sa môn, phục vụ sa môn, phục vụ đến chư Phật. Tức là nói lên ý nghĩa là Đức Phật, các vị A-la-hán là những vị đã siêu suốt tam giới, không còn sanh tử. Nhưng mà cha và mẹ của chúng ta là những vị Phật còn sanh tử luân hồi. Đó là những vị Phật. Bởi vì có cha, có mẹ mới có chúng ta. Cha mẹ tại tiền, Phật tổ tại thế. Cho nên cái vấn đề phải hiếu kính đối với mẹ, hiếu kính đối với cha, như trong các bài kinh dân kinh cha tăng manh năng cắt tua, khi người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào thì trước hết phải tưởng nhớ đến cha đến mẹ. Đó là cái điều tiên quyết, bởi vì mình hình thành nhân chi mỹ trong cuộc sống này thì công ơn cha và mẹ xứng đáng như là những vị Phật. Chúng ta phải thể hiện cái sự hiếu kính của chúng ta, chứ không phải khi mà cha chết còn nằm đó mà xào xáo với nhau vì cái vấn đề danh và lợi. Cha tôi nay đã quy tiên, xác còn nằm đó mà tiền để đâu? Thì như vậy mình tu cái kiểu này là tu tiền chứ không phải là tu thiền ha. Cha mình còn nằm đó, không lo hậu sự chôn cất mà tranh giành nhau cái chìa khóa, tranh giành nhau cái bản đồ, tranh giành nhau cái lưu, cái khạp, cái tiền, cái bạc, phân chia không có được rõ ràng. Thì cái đó là cái bất hiếu. Mà chúng ta phải biết phụng dưỡng cha mẹ. Khi cha mẹ của chúng ta lớn tuổi, sức khỏe không có bao nhiêu thì chúng ta phải lo cơm ăn áo mặc ha, cơm ăn áo mặc thuốc thang đầy đủ. Rồi khi mà chúng ta phải thay cha mẹ để làm những cái việc nặng nhọc, chứ bây giờ sức khỏe cha mẹ nó yếu rồi thì để cho cha mẹ của mình có thời gian ngơi nghỉ, nghe kinh tính pháp, đi chùa tạo những công đức, như vậy thì mới an ủi được cái tuổi già. Đã cực khổ cả cuộc đời rồi, bây giờ sinh con đẻ cháu ra rồi, cái bắt ông già bà già làm ô sinh thì cái đó là một cái điều rất là phũ phàng, cái điều bất kính đối với cha đối với mẹ. Cho nên khi mà cha mẹ của chúng ta lớn tuổi thì chúng ta phải phụng dưỡng tôn thờ. Rồi chúng những cái gì cha mẹ để lại đó là những cái của thừa tự,
chúng ta vẫn cứ phát huy và hãy làm cho cái gia phong được trướng dưỡng, chứ không phải mồ hôi cha mẹ đổ xuống. Có những tài sản này chúng ta chỉ biết thụ hưởng, không lo bồi đắp, không lo tỏ ra là một hiếu tử, là biết rằng mồ hôi nước mắt của cha mẹ thì mình phải trân trọng những cái tài sản đó. Và khi cha mẹ còn sống thì chúng ta phải lo đầy đủ những cái phương tiện như vậy. Nhưng mà rủi cha mẹ của chúng ta qua đời không phải là hết, không phải là chết là hết. Khi nghĩ chết là hết, đó là đoạn kiến. Nhưng mà nghĩ rằng hành trang, tư lương cha mẹ mình đem theo không biết có đủ hay là thiếu, thì mình phải trợ duyên, làm phước khổ hướng, trai tăng tạo những cái công đức, những phước lành, để rồi mình hướng về cha, hướng về mẹ. Trong một cảnh giới nào đó thì quý vị biết linh thì cảm, linh thì ứng. Là cha mẹ, khi mà mình có một cái sự tưởng nhớ, mình có một cái sự hồi hướng như vậy, thì chắc chắn cha mẹ mình cũng sẽ nhận được cái công đức này. Quý vị thấy câu chuyện với vị Sa Di Sa Nú, quý vị vừa học qua rồi ha. Nghĩa là chỉ tạo những cái điều công đức, thuyết pháp, nói đạo hoặc là làm thiền sư xong, là cái vị Sa Di này hồi hướng đến cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên ha. Trong khi hồi hướng chung chung như vậy thì có một giả xoa, đó là mẹ của vị Sa Di này trong 500 kiếp. Thì cái vị giả xoa này cũng ngạc nhiên là thấy rằng tại sao trong cái cảnh giới của mình có quyền hành, hào quang của mình sáng, rồi các cái vị giả xoa khác thấy mình né sợ, tức là né tránh đường, rồi ăn chay ngồi trước, thì vị này mới quán lại tại sao mà mình có được cái sự lợi đắc cung kính danh xưng như vậy. Và nhìn xuống thế gian thấy rằng vị Sa Di hồi hướng đến cha mẹ, mà mình là mẹ trong quá khứ, mình đã là mẹ trong quá khứ, cho nên hưởng được những cái phước đức như vậy. Rồi quý vị thấy rằng sự hồi hướng không phải là không có kết quả. Cái vị giả xoa đó đã nhận được những cái phước báo của vị Sa Di này hồi hướng. Cho nên khi vị Sa Di này muốn hoàn tục thì do cái sự ích kỷ, tâm tánh của cái vị giả xoa đó cản không cho Sa Di này hoàn tục. Bởi vì nếu mà hoàn tục thì mình mất cái sự cung kính của các cái vị giả xoa kia, cho nên cản không. Và biết rằng cái cuộc đời cư sĩ thì khổ đau nhiều lắm, không muốn cho vị Sa Di này hoàn tục, cho nên mới nhập vào vị Sa Di này và nói lên những cái lời cho mẹ, người mẹ mà trong cái kiếp nhân sinh đó, mẹ của vị Sa Di Sa Nú biết rằng hoàn tục là khổ lắm, hãy khuyên bảo nếu mà có tâm muốn hoàn tục thì ta là giả xoa này, ta có thể bẻ cổ nhà người, làm cho cái vị Sa Di này từ ở trên cái ghế ngồi té xuống dưới đất, miệng sùi bọt mép, tay chân bắt chuồn chuồn quơ vào trong không trung và thốt lên những cái lời nói, bởi vì bị nhập rồi. Nếu mà ngươi mà hoàn tục ta sẽ bẻ cổ. Thì bà mẹ thật trong cái kiếp người mới nói, thường thường những người giữ giới trong sạch thì tại sao mà phi nhân ma quỷ là nhập vô. Đây là cái điều mà có như Đức Phật đã cho biết, thì giới thanh tịnh, có giới thì phi nhân không có nhập vào. Nhưng mà tại sao ở đây trường hợp này là xảy ra như vậy? Thì giả xoa kia mới nói, người có giới trong sạch là người không có tà niệm. Nhưng mà vị Sa Di này khởi lên cái tà niệm, muốn hoàn tục để hưởng những cái dục lạc của thế gian, cho nên cái tâm mà nó phóng dật như vậy ta mới nhập vô được.
chứ còn nếu mà giữ giới trong sạch thì người ta đứng ở ngoài nhìn thôi chứ không dám tới gần. Thì trường hợp của vị Sa Di Sa Nú khi mà Dạ Xoa đó đã nói như vậy và nói bà mẹ của Sa Di Sa Nú hãy khuyên bảo chứ không nên cho hoàn tục, bởi vì cuộc đời khổ lắm. Thì như vậy là sao? Trong cái vấn đề hiếu kính với cha, hiếu kính với mẹ, khi cha mẹ còn sống chúng ta phải có trách nhiệm bổn phận. Nhưng mà khi cha mẹ mất rồi thì chúng ta cũng phải hồi hướng phước báo, chứ không phải là có bao nhiêu phước hưởng một mình ha. Chúng ta phải hướng về ông bà tổ tiên, bởi vì cây có cội nước có nguồn, hoặc là một giọt máu đào thì ở hơn ao nước lã. Như vậy thì cái vấn đề 91 đại kiếp từ thời kỳ của Đức Phật Vipassi cho đến bây giờ, 91 đại kiếp mà trải qua biết bao nhiêu thời kỳ Đức Phật, vua Tiền Bí Xà đã mới gặp lại bà con quyến thuộc của mình trong bốn cái tiếng kèo Đu Xá Na Sô. Thì quý vị thấy bà con của chúng ta, thân nhân của chúng ta, vì chúng ta là những người hữu duyên trong cái gia tộc đó, cộng nghiệp với những người đó, để rồi cái duyên hay cái nợ quý vị thấy tạo ác nghiệp mà phải trải qua một thời gian 91 đại kiếp, qua bao nhiêu thời kỳ của Đức Phật. Những dạng ngạ quỷ này vẫn đến hỏi những cái vị toàn giác đó, và những cái vị Phật đó truyền tay nhau hãy gặp Đức Phật sau mà hỏi, Ngài sẽ giải thích cho người rõ. Quý vị thấy ghê, tức là 91 đại kiếp. Mà 91 đại kiếp như vậy thì quý vị biết trải qua biết bao nhiêu là cái thời kỳ, bao nhiêu cái thời gian để mà chờ đợi. Và khi mà gặp Đức Phật Gautama thì khi đó quý vị mới thấy rằng nó lâu dữ dội ha, lâu quá là lâu đi. Chúng ta đã tạo ra cái ác nghiệp và chúng ta phải chấp nhận gì đó. Rồi bây giờ còn thời gian ha, để cho quý vị coi như là đặt câu hỏi hoặc là có ý kiến về vấn đề này. 91 đại kiếp chỉ có một vị Phật ra đời, đó là Đức Phật Vipassi nha. Rồi tới 31 đại kiếp thì có hai vị toàn giác là Đức Phật Sĩ Khi và Vesakhu. Rồi tới cái hiện kiếp của chúng ta là có Ngài Các Cú Sanh Thá Gona Gamana Kassapa, Đức Phật Gautama của chúng ta hiện tại, và Đức Phật Maitreya trong tương lai. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trải qua Đức Phật Vipassi nè, Sĩ Khi nè, Vesakhu nè, rồi Các Cú Sanh Thá, Đức Phật Gautama, Đức Phật Kassapa, ở khi đó đến Đức Phật Gautama của chúng ta, Đức vua Bimbisara, khi đó mới tạo phước để hồi hướng đến bà con quyến thuộc của mình. Là trong bà con quyến thuộc của mình đó chính là có cha có mẹ của mình. Alo, rồi bây giờ 6 giờ rồi ha, câu Phật ngôn này quý vị có ý kiến thế nào? Hiếu kính cha, hiếu kính mẹ, tại sao mà không để cha trước mà để mẹ trước đây? Quý vị có thắc mắc không? Tại sao mà để mẹ trước mà rồi cha sao? Cái này chắc phải hỏi Huynh Kinh. Huynh Kinh có thể là thầy biết được cái vấn đề này. Bởi vì về giáo pháp thì Huynh Kinh cũng rất là giỏi. Vậy thì tại sao mà để mẹ trước là cha sao? Huynh Kinh. Alo, Huynh Kinh ơi, giúp dùm cái này đi. Tại sao người ta nói cha rồi mẹ, chứ sao người ta nói là ở đây là để mẹ trước cha? Như vậy là coi như trọng nữ khinh nam hả? Lady First nè, hả? Không, bây giờ ta hỏi Huynh Kinh nè.
Alo, ai mời sư Nhật Quỳnh đâu mà nói bên ngoài ồn, không cầm mic được. À, muốn bán cái cho Quỳnh Kinh á. Rồi, mời Quỳnh Kinh. Lý do tại sao đưa cái vấn đề người mẹ ra trước, rồi ông cha mới đi theo sau. Như vậy Nam Nhi chi trí cái gì mà làm chú gia đình mà phải đi sau mà bà vợ vậy ha? Rồi mời Huynh Kinh này giải thích giùm chỗ này đi ha? Chỗ này nhiều người thắc mắc lắm á. Rồi xa thú dạ. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tam Bảo, nam mô Sa Di Đà. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng trong rung. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, thì kính thưa sư, thì trong cái vấn đề mà đặt cái này đó, đưa cái câu mà kính vui thai kính hiếu kính mẹ, vui thai hiếu kính cha, thì khi ta nói hiếu kính mẹ trước thì cũng có một cái lý do, đó là người mẹ đó là người phải mang nặng đẻ đau, và người phải chịu bao nhiêu sự khổ cực để mà sanh ra chúng ta, và từ đó mà người mẹ là người yêu thương chúng ta, chăm sóc chúng ta cận kề nhất, cho nên mẹ luôn luôn là được nói là một người cần phải được tôn kính nhất. Riêng về vấn đề đó thì mình thấy là đa số là tất cả những nhạc sĩ người ta biên nhạc vậy, thường phải biên ngoài mẹ nhiều hơn, cái lòng mẹ này kia. Mẹ yêu dấu, mẹ tôi vân vân. Về cha thì nó yếu ớt hơn, cái cha thì có vẻ không có gần gũi bằng con, bằng mẹ. Nhưng mà thật sự mẹ hay cha gì đều có cái sự thương yêu con mình rất là sâu sắc. Mẹ thì thổ lộ ra bên ngoài, cha thì ít có nói ra, nhưng mà thật sự trong lòng luôn luôn bất kỳ người cha nào cũng thương con mình, thương rất là nhiều, rất là cẩn trọng. Ai mà đụng tới con mình là cũng mệt mỏi. Ai trong đây ai quý vị có con thì chắc cũng biết. Mình là cha cho con mình yêu thương dữ lắm, mình lo, mặc dù mình không nói nhưng mà mình vẫn lo từ chút, lo từ miếng ăn manh miếng uống, rồi lo từ danh vọng sự nghiệp cho con đủ thứ chuyện. Còn mẹ thì gần gũi con hơn, mẹ lo cho con từng chút trong cái đời sống. Cho nên mẹ là người sanh thành ra chúng ta thì thường được tôn vinh nhiều hơn. Thì trong cái vấn đề mà nói về cái sự mà hiếu kính cái đời sống cái con người mình đó. Với cái sự hiếu kính này coi vậy chứ khó lắm vậy. Thường thường chúng ta thấy trên đời cái sự mà hiếu kính đó, mà nó có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải được để ý xíu. Ví dụ như có người hiếu kính cha mẹ đó, nhưng mình hiếu kính mình làm ra vẻ mình hiếu kính cha mẹ để gì, để được về lợi lộc, được về tiền bạc, được cha mẹ thương, thấy thằng này có hiếu thì nghe cho nó tiền, hoặc là hiếu kính để được có được cái sự mà chiều chuộng của cha mẹ để được hưởng về lợi lộc, là một cái lối hiếu kính. Rồi một cái lối hiếu kính đó là hiếu kính để cho người khác được khen mình, mong cho người đời được khen tặng mình. Ồ, này con có hiếu này tốt, nhưng mà thực sự đó chỉ là chúng ta đóng kịch, những người chỉ là cái bài đóng kịch vậy thôi. Cho nên cái hiếu kính nó có nhiều như vậy. Rồi hiếu kính chỉ sợ bị tai tiếng, sợ người đời nó nói mình bất hiếu, rằng này con này bất hiếu, không có biết thương yêu cha mẹ, mình ra cũng phải ra vẻ biết hiếu kính. Hiếu kính vì sợ tai tiếng, rồi hiếu kính vì vật chất tiền bạc, hiếu kính vì mong cho được có sự khen tặng của người đời. Đó là những cái lối hiếu kính mà giả tạo bên ngoài. Và chỉ có cái sự hiếu kính mà đáng quý nhất là hiếu kính bằng với một cái tâm tôn kính cha mẹ. Biết yêu thương cha mẹ thật sự, thật lòng của mình. Mình có một sự yêu kính quý mến cha mẹ, dù cha mẹ mình có cái gì đi nữa mình cũng vẫn yêu thương quý mến, vẫn lo cha mẹ từng chút, từng miếng ăn, từng miếng cơm, manh áo. Rồi lúc cha mẹ bệnh hoạn, cha mẹ ốm đau, mình cũng lo chăm sóc cho cha mẹ tận tình bằng với cái tâm
là yêu thương một cái tâm tôn kính thật sự. Ở đây mới thật sự là một cái sự hiếu kính. À, chúng ta nhớ là có những cái vấn đề mà về cái sự hiếu kính này đó. Có nhiều người nói hay lắm, nói ra dễ, mình có vẻ hiếu kính cha mẹ, lo lắng đủ thứ, nói nghe ngon lành lắm. À, nhưng mà khi mà đụng chuyện á, nhất là dính vô vấn đề mà tiền bạc đó, là bắt đầu ganh tị rồi. À, anh em ganh tị nhau. À, ông lo đi, ông cho lo tiền cái bả đi, ông lo tiền cho ổng đi, người này ganh người kia, kia ganh người nọ. À, rồi lúc kia cha mẹ bệnh hoạn thì cũng sanh ảnh nhau. À, người này vô lo bệnh, người kia không lo bệnh, rồi bắt đầu có những cái sự sanh ảnh đủ thứ vậy. Thì cái sự mà hiếu kính thật sự nó có vậy, nó khó làm được lắm. À, nó khó mà thật từ cái tâm người lắm. Thường thường nước mắt chảy xuống nhiều hơn nước mắt chảy lên. À, cho nên chúng ta phải, khi mình học pháp, mình biết về nhân quả, mình phải nên hiểu để ý cái này là xíu. Bởi vì cha mẹ chỉ có một thôi, một cha một mẹ thôi. Còn khi cha mẹ ra đi rồi thì chúng ta cũng phải có một cái sự mà luôn luôn phải hiếu kính với cha mẹ, để lúc cha mẹ ra đi rồi giờ muốn hiếu kính cũng không hiếu kính được. Cho nên mình phải rất là lo lắng về vấn đề này. Có nhiều người lúc chúng ta biết có số người lúc mà cha hay mẹ gần chết, tới giờ chết đó, tới giờ gần nhà khó cái sợ bỏ trả chân sợ giống như sợ chết thành ma, sợ họ đi vô khác đó, trốn xù cuối cùng là ông già bà già nằm rồi chết luôn, chết mình luôn, rồi chết xong nó mới xúp lại. Chết xong xúp lại làm lễ tang đủ thứ chuyện, làm ra vẻ là hiếu kính cho người ngoài ta để ý được, cho ta khen thưởng, ồ đứa này có hiếu, đứa kia có hiếu dữ lắm. Mà thực sự trong bụng đâu có đâu, cứ lo cho mình, mà lo cho bản thân mình. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy cũng rất là nhiều trên cái cuộc đời này. Khi mình sống thì bình thường, lúc bệnh, lúc hoạn, lúc ốm yếu đau đớn đó, thì không thấy ai đó, hoặc là có gì cho có lệ, có để trả nợ quỷ thần. Chứ cái sự mà có hiếu thật sự cũng hiếm. Cái pháp mà tôn kính khó lắm vậy. Quá pháp có hiếu, pháp tôn kính, pháp mà biết tri ân, biết tri ân, biết báo ơn, mấy cái pháp đó khó, coi vậy mình thấy nó đơn giản mà khó làm lắm. Nó vậy, nhưng mà thực sự tại vì cái bản chất của con người mình, bản chất ích kỷ, bản chất là mình tham la, mình tham ái, mình ái chính mình, tự thân mình nhiều hơn. Cho nên mình có một cái sự mà tri ân, biết ơn, một sự tôn kính, một sự kính hiếu rất là khó trên thế gian này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy cái pháp thế gian này nó khó gọi vậy, nhưng mình thấy như Đức Phật dạy những cái bài kinh rất là ngắn, đơn giản thôi mà làm rất là khó. Nội cái chữ hiếu thôi mình làm cả đời làm chưa được. Cho nên bây giờ nếu mà ai còn cha còn mẹ thì mới nên suy nghĩ lại xíu, để khi cha mẹ mất rồi thì chúng ta có muốn hối hận ăn năn để làm lại thì cũng không được. Đó là vấn đề mình thấy rất là khó. Cho nên giờ mình còn cha còn mẹ thì mình nên tác ý, mình khởi khiển tâm mình lại, mình điều khiển tâm mình cho đúng pháp lại, mấy kia cha mẹ hy sinh cho mình bao nhiêu từ lúc đẻ cho tới lúc mình trưởng thành. Rồi giờ mình lớn rồi, mình có sự nghiệp đầy đủ rồi, giờ mình nên cố gắng báo hiếu lại cho cha mẹ, lo cho cha mẹ từng miếng ăn manh áo, từng cái bệnh hoạn thuốc men vân vân. Và cái quan trọng nhất là mình cố gắng sao mình kéo cha mẹ mình về để chánh pháp được. Cái này chúng ta thấy rất là khó làm. Khi mình hướng tâm cho cha mẹ mình trở về với đúng chánh pháp thì cái này quả thật đây không phải là một chuyện dễ làm. Ngay cả chúng tôi cũng đầu hàng luôn, rất là khó. Bởi vì những người lớn á, mà có những cái tri kiến, nó giống như thành một cái thói quen rồi, ta sống quen với những lỗi mà theo cái chấp thủ của những cái đạo giáo ngày xưa rồi, ta chấp vô những cái tà kiến vân vân thành thói quen. Giờ mình muốn kéo cha mẹ mình ra cả một vấn đề. Cho nên chúng ta phải biết là mình phải học cho nhiều vô, học mình biết pháp cho nhiều vô, rồi mình hành cho nhiều vô, mình dùng thân giáo, tức là mình muốn hướng người khác mình phải có thân giáo trước. Tức là mình phải sống cái hạnh là có hiếu cha mẹ, mà phải biết làm những việc hướng thiện,
phải này giữ giới, phải này ghi, chúng ta phải làm rất là nhiều cái công đức để chứng tỏ rằng là đây mới là cái con đường là chân chánh. À, rồi từ đó ta thấy mình tốt lành, tốt đẹp, mà mình lúc đó cái khẩu mình nói á, nói người ta mới nghe. À, người đời vậy đó, mình nói không, mình không làm thì không ai tin. Bây giờ mình làm trước rồi mình nói. À, mình mới khuyên cha mẹ mình, à, đừng có nên vậy nọ, đừng có nên là sát sanh, đừng có nên mê tín những cái này kia nọ. À, mình giảng cho cha mẹ mình hiểu. À, từ từ mình hướng cha mẹ mình về với chánh pháp, thì đó là cái báo hiếu mà rất là to lớn. À, cái đó rất là khó mà làm được thì rất là tuyệt vời. Nếu mình làm được đó, thì chẳng những mình giúp cho cha mẹ mình được cái tâm được ngay ngắn trong cái sống này, có một đời sống chân chánh, mà giúp cho cha mẹ mình khi mà ra đi á, à, cũng có được những cái phước báo rất là tốt đẹp. Cha mẹ mình có thể sanh về những nơi nhàn cảnh, à, có thể được an vui hạnh phúc ở một cảnh giới khác. Còn nếu không á, thì rất khó. Nếu mà những người lớn mà có những cái tà kiến á, những cái chấp thủ nặng về những cái, à, lễ nghi thông tục tạp quán kiến đủ thứ, họ có những cái nặng đó. Thành ra cái vấn đề mà ra đi của những người mà lớn tuổi cũng mệt mỏi lắm, à, cũng rất khó. Cho nên chúng ta cái báo hiếu mà cao thượng nhất là làm sao hướng cha mẹ về đúng với chánh pháp, à, đó là cái rất là tuyệt vời. Mà ngay cả chúng tôi bây giờ cũng thấy cha mẹ mình mất hết lâu rồi, nhưng mà rất tiếc là mình cũng không làm được điều đó. Bởi vì công lực mình lúc đó mình chưa đủ để mình làm được điều đó, không đủ để thuyết phục, không đủ để nói lên những cái gì đó, à, cho nên à, chịu thôi, à, cho nên đó là cái cũng là cái hối tiếc của chúng tôi trong cái vấn đề là về báo hiếu về cha mẹ. Mình không có hướng cha mẹ mình về đúng lời được với chánh pháp, à, mà hai vị đã chết, đã qua, đã ra đi thì thôi, à, cái nghiệp như vậy chúng ta không biết làm sao hết. Bây giờ cứ làm phước, à, tu tập được nhiều hay nhiêu rồi hướng phước cho cha cho mẹ mình, cầu mong cái phước báo này sẽ, à, hướng đến cho ông bà, để cho ông bà được là sanh về những nơi tốt đẹp hơn. À, cho nên đây là cái mà chúng ta thấy cái báo hiếu của cha mẹ về vật chất nó chỉ là một phần, về tinh thần nó rất là cao quý, rất là khó. À, nếu mà chúng ta làm được cái này thì quả thật là không có cái phước báo nào bằng, không có cái sự báo hiếu nào bằng báo hiếu và hướng cha mẹ mình trở về với chánh pháp. À, đó là những điều mà chúng ta thấy trong cái đời sống, à, gọi là trải qua mấy chục năm thì thấy chứ cái đó gọi vậy cho nên khó làm lắm. À, nhưng cho nên cái gì mà còn có cha có mẹ nên cố gắng, à, thực hiện những cái điều đó. Trước tiên là mình tu cho mình cũng vậy, à, mình tu cho mình được tốt trước rồi mình mới hướng dẫn được người khác. À, chứ nếu mà mình bạch trợn mình nói ai nghe, à, mình có ngày đi chơi ăn chơi không rồi sao mình nói người ta nghe được, khó. À, mình phải đàng hoàng, nghiêm chỉnh, đạo đức, có hiếu là chia cha với mẹ, biết phụng dưỡng cha mẹ thì lúc đó mình mới nói cha mẹ mình nghe. À, chứ còn khó lắm vậy, cha mẹ nặng lắm, khó nói. À, đó là cái vấn đề mà chúng tôi có cái đó là hối tiếc nhất trong cái đời sống mình, mà không giúp được cha mẹ mình trở về thì chánh pháp. À, còn có đóng góp chút xíu vậy, cùng thỉnh sư Trí Đức trả lại. Sa thú Quỳnh Kinh, anh đạo tràng cũng rất là hoan hỷ ha, khi nghe Quỳnh Kinh trình bày về câu Phật ngôn 332 này, nói lên sự hiếu kính đối với cha, đối với mẹ. Nhưng mà cũng đâu có khẳng định rằng coi như là ở đây mẹ trước cha sau mà, cũng đâu có nói lên cái vấn đề mà coi như là đề cao người, à, khi nãy, à, các nhạc sĩ ha, các nhà văn ha, hay đưa người mẹ lên trước ha, người cha đứng sau. Rồi ở đây có cái gì sĩ chuyên ha, chát lên cái tu đâu cho bằng tu nhà, thời cha kính mẹ mới là chân tu ha. Sĩ chuyên chát lên câu này cũng hay ha, nhưng mà rồi có một cái câu nó phản diện lại, không phải là tu lâu cho bằng tu nhà, mà thời cha kính vợ mới là chân tu. Làm sao đây ha? Theo cái câu nói rằng, à, người đàn bà là số một, à, nịnh đầm ha, người đàn bà là số một. Vậy thì bây giờ
mình phải hiểu trong bảy hàng vợ đó thì tính sao đây? Cái gì cũng có tốt cũng có xấu, cái gì cũng có tốt cũng có xấu, nhưng mà đối với đạo Phật có một cái hay là nam hay nữ gì, nếu mà có ba la mật tròn đủ thì cũng chứng đắc hết, chứ không phải là trọng nam khinh nữ. Cái câu nói khi nãy nói rằng thời gian kính mẹ mới là chân tu đó, muốn bảo vệ cái ý kiến này, Sĩ Duyên đã có đưa tay nè, xin mời Sĩ Duyên ha. Nam mô Bích Thầy, Nam mô Tham Na, Nam mô Sang Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, con mến chào đạo tràng. Dạ, theo con thì qua con rời Việt Nam từ lúc nhỏ, so cha mẹ thì mình có một thôi sư, mình không có hai. Như sư nói câu hồi nãy con không có đồng ý, tại vì vợ thì mình có thể cưới, vợ thì mình có thể cưới bao nhiêu người cũng được hết, nhưng mà cha mẹ mình chỉ có một thôi sư. Cho nên với lại nữa là con rất là cảm ơn thầy kinh đã nhắc nhở, nhưng mà cái cách tu tập của mình cũng có thể mình thay đổi, mình hồi hướng công đức, nhưng mà với tùy theo trường hợp và tùy theo gia đình. Ví dụ như gia đình con đi, mẹ con bây giờ là đã bị 5 lần tai biến rồi, là tiếng Mỹ kêu là 5 lần 5 stroke rồi đó, thì cái bản thân của cái trí nhớ của bà là không có còn nữa. Cho nên nhiều khi con không có biết mình làm gì ngoài trừ mà phụng dưỡng cho bà, giống như là cho bà ăn uống, lo cho bà, tắm rửa cho bà, ở chung với bà mỗi ngày, thì mình chăm sóc cái đó là cái phần bổn phận của mình. Nhưng bà không có, đầu óc của bà không có tỉnh táo được, làm sao mà mình có thể mà mình khuyên cha mẹ mình, khuyên bà để mà bà hiểu biết về đạo Phật. Giống như hồi kia thì bà hiểu về Phật, bà hiểu, nhưng bây giờ trí nhớ của bà giống như một đứa con nít vậy đó sư. Cho nên là cũng rất là khó. Ngoại trừ mình bổn phận mình làm con, mình tu tập được cái gì và mình có thể hồi hướng những gì về cho cha mẹ mình thì con làm được hết, và con cũng hồi hướng hết cha mẹ của con. Chứ còn mà khuyên bà làm sao mà con khuyên bây giờ sư? Nếu mà trong trường hợp đó thì sư phải làm sao? Cái đó là cũng là câu hỏi của con, và cái đó cũng là cái phần mà góp ý kiến của con thôi. Ngoại trừ phụng sự cha mẹ và hồi hướng công đức và chia phước những gì con đã làm được thì con đã làm hết rồi. Và thực sự là con cũng không biết làm gì hơn nữa. Sư có ý kiến thì sư có cho con nói để con học thêm ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Con xin cảm ơn sư. Nam mô Bích Thầy ạ. Alo, 123 123. Cái thời gian này là cái thời gian mà chúng ta chia sẻ ha. Mỗi người có một ý kiến để làm cho câu Phật ngôn này được sáng tỏ. Thì ở đây chia sẻ về mẹ, chia sẻ về cha, rồi trong cái hàng xuất gia thì có sa môn, rồi có các vị hiền thánh. Thì như vậy giữa đời và đạo chúng ta có những cái ý kiến để rồi chúng ta có sự so sánh. Tại sao phải phụng dưỡng, phải tôn thờ, phải quỳ lại, phải kính lễ đối với cha, đối với mẹ, đối với các vị A-la-hán, đối với Đức Phật. Đây là bốn pháp cung kính ha. Thì bây giờ đã thể hiện qua câu Phật ngôn này thì chúng ta có ý kiến. Vừa rồi Sĩ Chuyên có ý kiến cũng hay, Huynh Kinh chia sẻ cũng rất là tuyệt vời. Còn ý kiến của quý vị thế nào? Mỗi người đóng góp một chút đi, để cho cái câu Phật ngôn này chúng ta có được một cái sự trải nghiệm trong cái cuộc sống của chúng ta. Sĩ Duyên hả? Sĩ Kim hả? Sa thủ xin mời. Dạ
Hello, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con cũng cảm ơn hai người đó, ông Kinh với lại cô Duyên đến chia sẻ. Nhưng con trước hết con trả lời cái câu hỏi của sư đó, tại sao trong cái câu này mà Đức Phật đưa cho người đàn bà trước mà ông đưa là người đàn ông? Thì ý kiến con vậy, trở lại cái vấn đề mà cái thời gian mà Đức Phật ở tại Ấn Độ đó, thì ngài chỉ là đi, tại vì ngài đi bộ không à, ngài chỉ đi vòng vòng ở xứ Ấn Độ để ngài thuyết pháp thôi, chứ ngài có đi ra xa hơn cái xứ Ấn Độ cái trong vùng đó. Thành ra ngài tùy theo cái nhân duyên, cái phong tục tập quán của xứ Ấn Độ đó, thì trong cái thời gian mà ngài ở xứ Ấn Độ đó thì người phụ nữ không có được tôn trọng cho lắm. Có những cái luật lệ mà người vợ còn sống mà người chồng mà chết á, thì phải người ta kêu đốt hay chôn cái người vợ chung với người chồng luôn. Nhiều khi ông chồng già hơn mấy bà vợ nhiều lắm, tại họ có tiền họ cưới vợ bé nhiều lắm. Thì đó là một vấn đề. Với một vấn đề thứ hai nữa là ngày xưa đó không có sữa hộp, sữa bò, sữa này sữa kia đó, thì thường những đứa nhỏ nó phải cần cái sữa, nguồn sữa mà tốt nhất là nguồn sữa thiên nhiên, là của những người mẹ. Có khi người mẹ bị chết thì người ta có tiền đó, người ta nhờ mướn những cái người đàn bà có cho con bú con đó, lại cho đút sữa cho con của mình bú chẳng hạn vậy. Chứ hồi đó đâu có mấy cái sữa hộp, sữa này sữa kia đâu. Thì với vấn đề là Đức Phật muốn đưa cái sự bình đẳng giữa người nam và người nữ, giữa người nam người nữ, thì ngài nâng cái người nữ lên, dạ, thì cho ngang hàng đấy để công với người nữ. Với lại vấn đề mà thường đó là vấn đề mà đứa nhỏ nó phải tùy thuộc vào cái nguồn thực phẩm là sữa mẹ thì nó mới sống. Rồi á, thì người cha cũng bằng đó, nhưng mà lên cao một chút thôi. Nhưng thật ra trong cái này á, thì Đức Phật muốn cho người dân á, tức là Phật tử chúng sanh á, nên hiếu kính bốn bậc này: cha mẹ, các vị sa môn và các bậc hiền thánh tăng. Để làm chi? Năm bốn cái này đó là bốn những cái vị này á, đừng có chọc tới họ. Chọc tới họ là đọa địa ngục rất là dễ dàng. Mà những người mà cái thời á, mà nhất là đó là ngũ nghịch đại tội đó, ngũ nghịch đại tội, tức là đó là giết cha giết mẹ, chia rẽ tăng đoàn, rồi làm phật chảy máu đó, đọa địa ngục rất là ghê gớm. Mà đối với con thì làm người chồng người vợ người cha người mẹ thì họ có những nhân duyên liên hệ với nào, có thể kiếp này họ làm cha con chồng, nhưng kiếp sau họ có thể làm chồng vợ, thì cái vụ luân hồi đó thì không kể được. Nhưng mà khi mà làm trong cái kiếp hiện tại mà làm cha mẹ với nhau, đó là những cái bậc, những cái chỗ mà đừng nên chạm tới. Tức là giết cha giết mẹ, chia rẽ tăng đoàn, làm phật chảy máu là vô ngũ nghịch đại tội. Giống như ông vua Sa-tát-sa-tú là ông vua ông vua gì mà giết cha đó, con quên tiếng Việt Nam đọc cái gì đó, ông vua con quên rồi đó. Thì ổng giết cha ổng, thay vì ổng nghe cái bài giảng của Đức Phật, ổng có thể vô dòng thánh hồi tu đầu hoàng mà ổng bị đọa địa ngục, dễ sợ như vậy đó. Thì Đức Phật dạy cái điều này để cho chúng sanh theo cái này mà tránh đi cái nghiệp ác, đi vô địa ngục. Mà vô địa ngục dữ dằn lắm, rất là ghê sợ. Cái thời gian đọa trong địa ngục không biết là bao nhiêu, múc chỉ cà tha trong đó, mà cái địa ngục có là rất đau khổ. Thì Đức Phật dạy cái đó để mà tránh được cái tội đại nghịch, đừng có vô đó là một điều. Còn thường là chúng sanh vì tham sân si, họ quán hận sầu với nhau, họ muốn trả thù với nhau, thì cái việc trả thù mà dễ nhất là làm con của cái người mà mình ghét. Tại vì người mẹ lúc nào, người cha người mẹ lúc nào cũng thương con hết, họ vô làm con người đó để họ phá của. Có những đứa con rất là bất hiếu, phá của tan bành, làm cha mẹ rất đau khổ. Thì do cái lòng thù hận của kiếp trước, nhiều kiếp trước họ muốn trở lại họ làm vậy. Thì với bài giảng này thì ngoài cái điều mà Đức Phật nâng người cha người mẹ hay những gì đó là những phần nhỏ thôi, cái phần chính là ngài muốn nói chúng ta nên kính trọng những bậc này, vì đụng tới những bậc này mà phạm nó lỗi họ là tội vô địa ngục, tránh khỏi được. Bằng chứng rõ ràng như ngày
Maga Chắc Hô Lá đó, là ngài Mục Kiền Liên đó, ngài là thần thông dễ sợ lắm, để nhất thần thông trong đám đệ tử của Đức Phật, mà bị mấy tên nó du côn du thử bậm người ra giống như thịt làm hamburger vậy đó. Như thấy dễ sợ không? Cái nghiệp nó tới nó trả mà không có thể tránh khỏi được, cho dùng thần thông cách mấy cũng không có tránh khỏi được. Sau đó thì ngài phải nhập niết bàn liền. Đó là vấn đề mà trong đây cái câu cái con nghĩ rằng cái chính Đức Phật muốn tất cả mọi người mà hiểu biết về Phật giáo nên tránh xa và nên kính trọng những loại người này, đừng có đụng tới, nên hiếu kính họ. Cũng như con thấy trong Thập Phước Hạnh Tông thì cũng có nữa, cái điều như là bố thí trì giới tu tiến lên nè, rồi cung kính phụng hành nè, cung kính phụng hành đó, phụng hành cha mẹ đó cũng có, rồi thính pháp, thính pháp, nghe pháp, thuyết pháp, rồi hồi hướng quan quỷ phước pháp người khác, rồi thay đổi cái chi kiến tạ kiến của mình tốt, thì cái phụng hành trong đó là cũng có trong 10 cái phước làm tốt, rồi ngoài ngày và thập thiện đó cũng có rồi. Thì vấn đề này tuyệt đối là đừng có nên phạm lỗi, đừng có nên có những cái lỗi lầm quá đáng đối với bậc sinh thành của mình, đối với các vị thánh tăng là sa môn đệ nhất, sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, sa môn đệ tứ và những bậc hiền thánh tăng. Thì trong đó thánh tăng là những bậc có thể nhập niết bàn, nhất là Đức Phật chánh đẳng chánh giác là thôi, bốn năm hạng người này không nên đụng chạm tới, vì đó là ngũ nghịch đại tội. Và dạ, con ý kiến vậy thôi. Hết giờ rồi đó, chị này con coi đồng hồ đó. Dạ con xin trả máy lại nếu có gì làm lỗi, xin quý vị tha thứ và chỉ dẫn. Và dạ, con xin cầu mong chúc các vị tăng, các cô tu nữ, các vị Phật tử được một bữa ăn vui. Dạ con xin trả máy lại. Sa thú Sịt Kiền. Như vậy thì qua những ý kiến của Huynh Kinh ha, rồi Sịt Duyên, Sịt Kim đi sâu vào câu Phật ngôn 332 cho chúng ta một bài học. Và với bài học hữu ích này, người ta nói học thầy không thầy học bạn, sự chia sẻ của quý vị sẽ gần gũi, sẽ thân mật hơn, thiết thực hơn với cuộc sống tại gia mà quý vị đang sống. Thì quan trọng là cha và mẹ của chúng ta, đó là hai tấm gương tốt. Nhờ có cha, nhờ có mẹ, nhờ có những vị tiên sư thuở đầu mà chúng ta đã được hình thành nên một con người tương đối hiểu biết về Phật pháp. Vậy thì chúng ta tri ân cha mẹ, đó là một cái điều mà chúng ta phải làm, rồi các vị sa môn, các vị bà la môn, các vị thánh tăng vân vân. Vậy thì với câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta nhận được những cái kết quả hiện tại, những cái kết quả mà thiết thực bây giờ trong cuộc sống. Thì mong quý vị quan hỷ với bài học này và cũng rút được kinh nghiệm ngày hôm trước ha, tức là Sít Kim cũng biết thi túc cái thời gian vượt phải lẽ, chứ không phải như hôm trước là coi nhà học về thi túc mà nói chuyện đến lố giờ ha. Rồi đây cũng là một bài học thiết thực ha. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin quan được vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn chính chúng, phụ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rung Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na san cho quá chê na so tu vô hô tu sa bạc đà. Do lời chân thật này kính dân quốc hước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ xin mời sư Hồng Nhật hoan hỷ chấm dứt buổi sinh hoạt ngày hôm nay ha. Alo, chị Hồng Nhật.
cả vân tập nơi đây mong cõi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên, những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được, với Như Lai thiện thể